Xin chào cả nhà, Hà Danh xin đọc một số địa danh quanh cánh đồng Tổng Chức ở Hòa An, tỉnh Cao Bằng, trích từ quyển Sự tích về và giai thoại về địa danh Việt Nam của tác giả Vũ Ngọc Khánh. Một số địa danh quanh cánh đồng Tổng Chức ở Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Có nhiều địa danh ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng được bà con dân tộc Tày ở đây đặt theo câu chuyện cổ tích rất vui. Đồng Tổng Chức có nghĩa là cánh đồng nón, Khao Lừa có nghĩa là đồi thuyền, Làng Thinh Tóc có nghĩa là làng đá rơi, núi Phi Tóp có nghĩa là núi lở, làng Bó Lết có nghĩa là làng mỏ sắt, Kéo Tổng Lằng có nghĩa là đèo Trống Lăng. Chuyện kể rằng, ngày xưa ông vua nọ có một cô con gái đến tuổi gả chồng. Công chúa da trắng như ngà, đẹp như tiên giáng thế, nhiều vị quan lớn nhỏ trong triều, nhiều chàng trai văn hay võ giỏi khắp trong nước đều ngấp nghé muốn dạm hỏi nàng, nhưng nàng chưa ưng thuận người nào. Nhà vua và hoàng hậu cũng chiều ý con gái, cho phép con được lựa chọn người bạn trăm năm. Một hôm có năm chàng trai trẻ phong độ khác thường xin vào vòng tuyển, nàng tâu với vua cha cho nàng được chọn một trong năm chàng trai kia làm chồng. Vua và hoàng hậu bằng lòng, ra chiếu chỉ cho triệu năm chàng trai lại, phán rằng: bây giờ ta giao cho mỗi người một công việc hợp với tài sức của mình, ai làm xong việc trước nhất sẽ được chọn làm chồng công chúa. Trước hết chàng nông dân kia hãy vừa chăn trâu ở lũng Vài, thung lũng nhỏ ở trên dãy núi Lam Sơn thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cách Phi An Pha chừng 3 ngày đường đi bộ. Ở lũng Vài vừa nhổ mạ ở Phiên Pha, Phiên Pha là cánh đồng thuộc xã Mai Long, huyện Nguyên Bình. Ở Phiên Pha đem về cấy ở cánh đồng bên sông Mãn, còn chàng thợ mộc hãy vào rừng đốn cây, khoét lòng là một chiếc thuyền độc mộc có thể chở được 1.000 người trở lên. Chàng thợ đá hãy chọn lấy loại đá thật trắng, đẽo cho ta một đôi guốc dài một sải, rộng 5 gang, dày gan rưỡi. Còn chàng trai thợ sắt hãy dũa hay mài sắt làm cho ta một cái kim. Chàng chạy nhanh hay đi tới Tràng An hỏi vua láng giềng bán cho ta cái trống lệnh bánh bách linh. Ta hẹn trong 3 ngày ai làm xong trước sẽ được chọn vào cung cùng công chúa vui duyên loan phượng. Năm chàng trai vui vẻ nhận lệnh, sắm sửa mọi thứ để ngày mai bắt tay vào việc. Sáng sớm hôm sau, theo ba hồi trống hẹn của nội phủ, năm chàng trai hăm hở ra đi. Thường ngày anh nông dân ấy đã có tiếng là cày bừa rất khỏe và cần cù chịu khó. Hôm nay chàng còn hăng hơn, tiếng trống hồi vừa dứt, chàng liền dắt trâu vác bừa ra đồng. Chỉ trong một buổi sáng, chàng đã bừa thật ngấu cả cánh đồng rộng mênh mông, mà người đứng ở đầu cánh đồng không nhìn thấy người đứng ở cuối cánh đồng. Buổi chiều, chàng vừa thả trâu ở lũng Vài, vừa về Phiên Pha nhổ mạ. Tuy đường xá xa xôi, lúc trèo đèo khi lội suối, nhưng chàng đi nhanh như gió cuốn, vừa nhổ vừa chuyển trong một buổi đã có đủ mạ cho cả cánh đồng. Hôm thứ ba chàng bắt đầu cấy, chàng cắm đầu cắm cổ mãi miết cấy luôn tay. Vừa cấy được một lúc, chàng nghe tin con trâu của chàng đã lén sang ăn cỏ ở Phiên Pha. Ngừng tay cấy, chàng ngẩng đầu nhặt ngay một hòn đá to bằng chiếc nồi 12 ở bên bờ ruộng ném đuổi con trâu. Hòn đá bay vù vù về phía trước, đến nửa đường hòn đá va phải một ngọn núi cao rơi xuống. Một tiếng vang long trời lở đất làm con trâu giật mình. Con trâu vội vàng quay đầu chạy về chuồng ở lũng Vài. Sau đó chàng lại tiếp tục cấy, cánh đồng kín dần. Khi mặt trời gác núi thì cánh đồng chỉ còn một khoảng rộng bằng cái nón là chưa cấy. Chàng nông dân mừng thầm trong bụng, tin chắc rằng nàng công chúa xinh đẹp sẽ về tay mình. Chàng bèn tạm ngừng tay cấy, chạy vào cung để vừa ngắm công chúa, vừa khoe cái tài cấy nhanh của mình, và sau đó sẽ trở ra cấy thêm một vài tay mạ nữa cũng chưa muộn. Lại nói tại rừng sâu, chàng thợ mộc chọn một cây cổ thụ to bằng 100 người ôm, dang thẳng cánh tay, chàng thả sức chặt một buổi sáng thì cây đổ. Chàng chọn một khúc vừa ý nhất, kéo ra bên cạnh đường đi gần cung vua để đẽo làm thuyền độc mộc. Những mảnh gỗ, những phôi đục phôi rìu bắn rơi trắng xóa khắp cánh đồng gần đó và nổi lên bền như những đàn cá bơi lội trên mặt nước. Chiều ngày thứ ba, khi mặt trời sắp gác núi, chiếc thuyền độc mộc dài ngót 200 sải đã thành hình. Nhìn chiếc thuyền nằm úp cao to như quả đồi con, chàng thợ mộc mừng thầm, chàng chắc mẩm nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần ấy nhất định sẽ vào tay mình. Địa danh làng Thinh Tóc nghĩa là làng đá rơi, nay thuộc địa phận Mỏ Thiết, tỉnh Túc, Cao Bằng, cách cánh đồng trên sông Mãn 1,5 ngày đường đất. Cánh đồng Nà Ba nghĩa là ruộng cá thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Tạm ngừng tay, chàng chạy vào cung để khoe cái tài đục nhanh, đẽo giỏi. Chàng định bụng rằng sau đó sẽ ra lật thuyền lên, đem trình nhà vua cũng chưa muộn. Chàng thợ đá cũng trở dậy và đi cùng một lúc với anh chàng nông dân và chàng thợ mộc.
Bấy lâu chàng đã được người làng coi là thợ đục đá khá nhất của làng đục đá. Sáng hôm ấy, chàng lên núi chọn nơi lấy đá trắng. Đến một ngọn núi có loại đá vừa ý, chàng giang tay thẳng cánh, đục, đẽo, đập. Đến giữa trưa, hai tảng đá trắng đã thành hình và tách rời khỏi ngọn núi. Chàng ghé vai vác một lúc cả hai tảng đá to bằng túp nhà lá của chàng, rồi đem đặt bên đường qua lại gần cung vua. Sang chiều thứ ba, xong đúng với kích thước mà nhà vua giao hẹn, nhìn đôi guốc trắng muốt, vuông góc, sắc cạnh phẳng lì, chàng thợ đá khắp khởi mừng vui. Chàng bèn tạm ngừng tay, phủi sạch bụi đá ở trên quần áo, rồi rảo bước chạy vào cung để trò chuyện vài câu với công chúa và nhân thể khoe cái khéo tay của mình. Anh chàng thợ sắt cũng không kém phần hăng hái, chàng cất công sang tận mỏ sắt, hì hục đào lấy một thỏi sắt dài hai sải, to bằng một người ôm, đem về ngày đêm mài dũa làm kim. Chàng mài dũa trong suốt 3 ngày thì chàng làm được chiếc kim vừa bóng vừa đẹp. Khi mặt trời xế bóng, chàng tạm ngừng tay, vác theo cả cái kim chưa đục trôn, chạy một mạch vào cung tìm gặp công chúa để ngắm nàng và để khoe với nàng cái tài rèn giũa của mình. Chàng định sau đó sẽ ra dùi thêm một lỗ trôn kim nữa thì xong, mà thời hạn cuộc thi thì vẫn còn thừa thãi. Người cuối cùng là anh chàng chạy nhanh, chàng cũng khăn gói lên đường cùng một lúc với 4 người bạn thi. Chàng đi nhanh về Tràng An hỏi mua lại chiếc trống lệnh Bách Linh của vua nước láng giềng. Tự dưng thấy có người hỏi mua trống lệnh của mình, nhà vua phán rất nhiều điều kiện, viện rất nhiều lý do không chịu bán lại. Chàng đã dùng tài hùng biện hết lời nhỏ lời to, rót đủ câu đường mật vào tai lão vua. Ngày thứ nhất lão vua hãy còn một mực khăng khăng không chịu bán. Ngày thứ hai lão đã siêu siêu lòng. Đến giữa trưa ngày thứ ba, khi mặt trời đứng bóng, lão mới thỏa thuận bán. Mua được rồi, chàng bỏ cả cơm trưa, vứt cả hành lý, cõng ngay cái trống ra về. Trên đường về, đến đỉnh núi Sẻ Bản. Núi Sẻ Bản là một dãy núi cao ở phía đông nam tỉnh Cao Bằng, phân ranh giới giữa hai tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Cao Bằng. Cách kinh thành chừng 100 bước chân, thấy mặt trời hay còn những 3 con sào, chàng cho là vẫn còn rất sớm. Chàng bèn treo cái trống vào một cành cây rồi nghỉ lại nấu cơm ăn trong cái quán bên đường. Chàng vội vàng nhóm lửa đun bếp nấu cơm. Khi nồi cơm vừa chín tới thì mặt trời đã xuống thêm 1 con sào. Sợ muộn, chàng liền hấp tấp xới cơm ăn ngay, quên cả mời vị sơn thần. Vừa đói vừa vội, chàng ăn ngấu nghiến. Vì ăn vội, cơm tung té ra khắp 4 phương. Sơn thần thấy chàng có tài nhưng còn thô lỗ trong việc ăn uống, chưa xứng đáng được chọn làm phò mã, bèn sai một con chuột thần ra cắn đứt dây treo trống. Cái trống đứt dây lăn lông lóc theo sườn núi xuống khe sâu. Chỗ ấy ngày nay có tên là kéo tổng lằn, nghĩa là đèo trống lăn. Cái trống vừa lăn vừa va vào cây cỏ đất đá, vang lên từng hồi, nghe như có người đánh trống vậy. Giữa lúc ấy, 4 chàng trai kia ở trong cung đang hoa chân múa tay khoe tài riêng của mình với công chúa. Nghe có tiếng trống tùng tùng ở xa vọng về, 4 chàng trai chủ quan và hợm hĩnh giật nảy người. Họ tưởng anh chàng chạy nhanh đã lấy được trống lệnh về đến nơi. Cả bọn đinh ninh mình đã thua cuộc. Họ ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu uể oải ra cửa lắng nghe. Mặt trời khuất sau núi, hồi trống kết thúc cuộc thi đã vang lên. 4 chàng trai buồn bã nhìn nhau rồi chia tay mỗi người một mặt ngã. Họ trở về nơi làm việc của mình. Chàng nông dân thấy cánh đồng của mình còn hở một khoảng cũng không buồn cấy tiếp nữa. Chàng chỉ lấy nón đang treo ở lưng đậy lại cho kín đồng, rồi lắc đầu ngao ngán trở về nhà. Chàng thợ mộc ra xem cái thuyền độc mộc của mình còn đang úp sấp cao to như một quả đồi cũng không buồn lật lên nữa. Chỗ ấy ngày nay là một quả đồi giống hình như một chiếc thuyền úp mà người địa phương thường gọi là khao lừa, nghĩa là đồi thuyền, ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Chàng thợ đá lại càng chán nản hơn, buồn rầu nhìn đôi guốc vuông thành sắc cạnh, 4 mặt phẳng lì đặt song song bên nhau, rồi chàng đành bỏ lại đó để người làng dùng làm hòn đá rửa chân. 2 phiến đá ấy ngày nay còn để ở đầu làng Bản Thánh, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Còn chàng thợ săn, sau khi nhìn chiếc kim lóng lánh, chợt chàng đứng thẳng người, vung tay ném mạnh cái kim ra xa. Cái kim rời tay chủ bay vù vù sang phía mặt trời mọc, xuyên thủng ngọn núi chắn ngang đường. Nay ở xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, ở gần ngọn núi có một cái hang rỗng xuyên suốt từ bên này sang bên kia, đi thẳng về phương Bắc. Cả 4 chàng đều đinh ninh rằng người bạn chạy nhanh đã giành được chức phò mã và sắp được cùng công chúa kết duyên loan phượng. Nào ngờ chàng ta cũng không hơn gì số phận của 4 người bạn của mình. Vì khi chàng chạy men theo sườn núi lấy được cái trống ở khe sâu lên thì mặt trời cũng đã xuống khỏi núi. Chàng về được đến cung vua thì nhà vua phán đã kết thúc cuộc thi. Và thế là cả 5 chàng trai có tài nghệ hơn người ấy, chỉ vì thiếu bền bỉ mà không ai làm được phò mã.
Cuộc thi tài của họ kết quả còn lại ở những tên đất, tên núi trên đất Cao Bằng. Vừa rồi là chúng ta đã nghe một số địa danh quanh cái cánh đồng Tổng Chức ở Hòa An, Cao Bằng. Đó là địa danh đồng Tổng Chức có nghĩa là cánh đồng nón, Khao Lừa có nghĩa là đồi thuyền, làng Thinh Tóc có nghĩa là làng đá rơi, núi Phi Tớp có nghĩa là núi lở, làng Bó Lết có nghĩa là làng mỏ sắt, và Kéo Tổng Lằng có nghĩa là đèo Trống Lăng. Xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.